Hello mọi người, thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục về Bubble Witch 3 Saga. Bắt đầu thôi. Hoàn thành.
Vậy mũ cao cấp. Mỗi năng lầm phóng bao bóng thì nó sẽ tạo ra cái linh hồn để loại bỏ một loại bao bóng bất kỳ. Thank you.
Livio 112. Thank you.
được đi được cái gom đi hồ ma rồi. Thợ săn kho báu. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi. Tạm biệt mọi người.